Ý dĩ, hầm với hạt sen và thịt nạc là món ăn vị thuốc cho những người cơ thể gầy yếu, suy dinh dưỡng, nhiều dùng 8 đến 30 g thường dùng dưới dạng thuốc sắc, cũng có thể dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. Ý dĩ, ý dĩ còn có tên gọi khác là bo bo, hạt cườm, cườm gạo, dĩ mề, co dươi, dân tộc Thái, mại phát, dân tộc Tài tên khoa học của ý dĩ là coi ích na crema, thuộc họ núa boa xe bộ phận dùng của ý dĩ là quả cắt cả cây về phơi đập lấy quả chín phơi hay sấy khô loại bỏ quả non quả nép rồi sai sát thu lấy nhân trắng phơi hoặc sấy khô tính vị công năng của ý dĩ theo y học cổ truyền ý dĩ có vị ngọt nhạt tính mát vào các kinh tỳ phế thận có tác dụng kiện tỳ bổ phế thanh nhiệt nợi thấp chỉ tả bài nùng. Công dụng của ý dĩ do lượng protein chất béo và tinh bột khá cao nên ý dĩ được coi là một nguồn lương thực có giá trị đồng thời là một vị thuốc quý. Ý dĩ chứa rỗi loạn tiêu hóa, phù thủng, bí đái, tả nị, đau bụng, phong thấp lâu ngày không khỏi, gần co quắp, khó vận động, Nhân dân Việt Nam thường dùng dùng ý dĩ làm thuốc bổ dự bổ dưỡng cho cơ thể, nhất là đối với trẻ em. Ý dĩ hầm với hạt sen và thịt nạc là món ăn vị thuốc cho những người cơ thể gầy yếu, suy dinh dưỡng. Nhiều dùng 8 đến 30 g, thường dùng dưới dạng thuốc sắc, cũng có thể dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng thuốc nam kỳ diệu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo